Sô-cô-la là món ăn yêu thích của rất nhiều người, và đó cũng là một món quà tặng phổ biến trên thế giới, đặc biệt là trong những dịp như là Valentine. Tuy nhiên thì các nhà khoa học tại Mỹ lại vừa đưa ra lời cảnh báo không mấy vui vẻ rằng bản đồ ẩm thực của nhân loại có nguy cơ mất đi vĩnh viễn món ăn được yêu thích nhất trên toàn thế giới này. Sô-cô-la vốn là thực phẩm được nhiều người trên toàn thế giới ưa chuộng. Tuy nhiên, mới đây các nhà khoa học tại Viện Khí hậu và Đại dương Quốc gia của Mỹ dự đoán cây cacao dùng để sản xuất sô-cô-la có thể sẽ tuyệt chủng vào đầu năm 2050 vì thay đổi khí hậu. Dự báo về việc thời tiết ngày càng ấm hơn cũng như khí hậu ngày càng khô hơn trong vài thập kỷ tới không phải là môi trường lý tưởng để trồng cây cacao. Tạp chí Times đăng tải, hầu hết cây sô-cô-la trên thế giới đều có nguồn gốc từ Tây Phi. Nhưng 40 năm tới, khi nhiệt độ trái đất tăng cao, buộc hoạt động trồng cây cacao phải chuyển tới các khu vực không phù hợp, thậm chí cả những khu vực bảo tồn hoang dã. Dù vậy, những người yêu thích sô-cô-la vẫn còn hy vọng vì công ty sản xuất bánh kẹo mang tên Mars & Snickers đang kết hợp với Đại học California để nghiên cứu phương pháp mới có thể cứu lấy ngành trồng cacao trong tương lai. Bên cạnh đó, Đại học California ở Berkeley cũng đang sử dụng công nghệ để cải thiện mã gen của cây cacao, giúp cây có thể sống sót khi nhiệt độ tăng và không cần phải di chuyển tới khu vực khác có môi trường không phù hợp.